mang em được vào. Dù tình sống xa chung thân miệt đào, cửa cháy tim sao em hận hờn, ngò hồn tái tê nắm cánh thật thờ. Vâng, xin cảm ơn hai anh chị rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời anh Chính, bạn của anh Hoàng Long. Xin mời anh Chính ạ. Xin mời anh Chính. Vậy xin mời anh Út ngồi bàn băng đá. Xin mời anh Út lên sân khấu ạ.
Vì anh lên đi anh Hoàng Long ơi. Giờ hai anh không ai mời, không anh nào chịu lên chưa hết. Vậy xin mời anh Hoàng Long. Bài kế tiếp mình thấy anh Đậm chuẩn bị nha.